Xin chào mừng các bạn đã đến với một sản phẩm của Hi5 Creative. Mình là Tomia và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của series Mỗi phút 10 fact. Trong phần này, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những sự thật vô cùng thú vị về Sun Wukong. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sun Wukong chính là tên tiếng Anh của Tôn Ngộ Không trong câu chuyện Tây Du Ký huyền thoại. Sinh ra từ một hòn đá với tuổi thơ dữ dội, Ngộ Không lớn lên sử dụng thân pháp phi phàm, sức mạnh vô song, tốc độ vô địch và một bộ óc cực kỳ danh mãnh. Ngộ Không đã có mặt trong phiên bản beta của map Dota 6.80, nhưng có lẽ vẫn chưa lấy được kinh cho thời điểm đó nên đã biến mất trong phiên bản chính thức. Mô đồ của Ngộ Không trong thời Dota thì dù có nói là ma chê quỷ hờn cũng vẫn chưa đủ để diễn tả. May sao sau Dota 2 thì bỗng dưng lại thành đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Nếu như không có gì thay đổi, Ngộ Không sẽ là một hero hệ agility tay ngắn, spam skill liên tục trong combat và tạo rất nhiều bóng để đánh lừa đối phương. Hình như là trong Dota 2 đã có một hero như thế này rồi mà. Các tựa game chị em của Dota 2 như LOL, Smite và Hearthstone đều có vị tướng Sun Wukong từ khá lâu rồi. Tuy rằng nhắc đến Ngộ Không thì người ta sẽ nghĩ ngay đến Cân Tử Vân và Gậy Như Ý. Thế nhưng trong trailer Dota 2 của hero này thì Cân Tử Vân vẫn cứ đã bật vô âm tín mà thôi. Và nếu như để ý kỹ các chiêu thức của Ngộ Không trong trailer đó thì có vẻ như là bộ skill của đại thánh không khác quá nhiều so với phiên bản demo 6.80. Trong Dota 2, Ngộ Không sẽ được lồng tiếng bởi Matthew Mercer, người cũng đã lồng tiếng cho chính nhân vật này trong trò chơi Hearthstone. Và tuyệt vời hơn cả, đó chính là việc khả năng cao là chỉ một tuần nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức được chơi hero này trong tựa game Dota 2 yêu thích. Toàn bộ các sự thật trong clip trên mang tính chất giải trí, xin đừng coi đây là nguồn thông tin đáng tin cậy trong nghiên cứu của bạn. Các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Hi5 Creative. Đừng quên like, subscribe và donate để ủng hộ cho bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.